tổng hợp các họa sĩ nổi tiếng nhất trên thế giới trong 11 phút. Trước tiên thì tôi phải xin phép là loại đi hai người khỏi danh sách này. Đầu tiên là tôi, đơn giản bởi vì tôi không phải họa sĩ. Tiếp theo là cái bố họa sĩ người Áo mà dạo gần đây dân cư mạng đồn thổi. Ông là Hitler, người Việt Nam gọi ông với một cái tên thân thuộc hơn là Hitler. Ê, hay là cũng đưa ông này vào danh sách video nhỉ, cho nó dài hơn. Cho luôn. Hitler đã từng bỏ học cấp 2 vào năm 1905, lúc đấy ông mới có 16 tuổi. Bỏ học xong thì không khác gì một đứa vô công rời nghề. Mẹ thì khuyên là mày cố học lấy một cái nghề mà còn kiếm sống. Nhưng không, với cái tuổi trẻ trâu lúc đấy thì ông lại cho rằng ý tưởng về một công việc làm công ăn lương hàng ngày và phải đi phục tùng cấp trên sẽ khiến cho người ta dễ nổi loạn. Vậy nên ông say no. Mẹ thì hết lời, cha thì mất rồi, nên Hitler đã hoàn toàn làm những cái điều mà ông cảm thấy thoải mái nhất. Suốt ngày đi lang thang khắp các thành phố, thăm thú các viện bảo tàng. Thậm chí ông còn tham dự một buổi trình diễn opera. Chính ra ông này cũng đam mê âm nhạc phết nhở. Ngọn lửa thôi thúc trong con người Hitler là phải một ngày nào đó trở thành một nghệ sĩ nổi danh. Ông này thì có một vài sở thích rất là giống tôi, đó là ngủ muộn vào buổi tối, thích ăn mặc giống một thanh niên trẻ trung và sang trọng. Cũng giống như các dân tộc ở Việt Nam ra đường thì phải có đồ, Hitler luôn mang theo trong người một cây baton. À, cái này thì tôi không mang nhá. Lúc ở nhà thì thích đọc sách và vẽ tranh. Và đầu năm 1906, lúc đấy 17 tuổi, ông thì có một chuyến đi đầu tiên từ thành phố Vienna, thủ đô của đế quốc Áo. Ông đến đây để làm những cái gì mình thích như tôi nói ở trên, đó chính là tham dự buổi ca nhạc, nghiên cứu các phòng tranh trưng bày. Chính ra tâm hồn ông này cũng bay bổng phết đấy chứ. Từ khi là một cậu bé thì Hitler đã được ông trời ban cho một khả năng thiên phú về vẽ vời. Đến cả người hướng dẫn môn vẽ ở trường cấp 2 cũng phải thừa nhận về khả năng của Hitler. Dần dần ông có hứng thú với kiến trúc và bằng trí nhớ của mình, ông có thể vẽ ra các bức họa chi tiết về các tòa nhà cho dù chỉ nhìn qua đúng một lần. Đỉnh phết. Tuy nhiên, như tôi nói ở đoạn đầu, ông bố này thì bị đuổi học chứ không phải là bỏ học đâu. Chỉ vì cái tính lười biếng và ngang ngược, Hitler lấy hết can đảm và lòng đam mê vẽ vời để đăng ký vào Học viện Nghệ thuật Vienna, nhưng bị từ chối và đánh giá là không đạt yêu cầu. Nhiều năm sau thì ông vứt bỏ nỗi tủi nhục vì bị từ chối lần trước, quyết tâm đăng ký lại nhưng vẫn bị từ chối. Lần từ chối này thì đi cùng với cả một góp ý, đó chính là tác phẩm của ông không có flow, tức là không có nhịp điệu, màu sắc trong tranh cũng như là sự tưởng tượng của ông thì không có chiều sâu. Nghĩ cũng tội, nhưng mà tôi cũng chỉ biết kệ. Công nhận là ông kiên trì. Một giáo viên thì khuyên ông vào kiến trúc đi, nhưng mà ông bảo méo, bố có tốt nghiệp cấp 2 đâu mà được học. Sau này thì ông còn gieo hy vọng là có một ông họa sĩ nào đó nhận làm học trò và truyền nghề, nhưng khổ cái không ai chịu nhận mới cay. Đấy là một chút tiểu sử của Hitler. Còn bây giờ đến với một vài tác phẩm mà theo tôi đánh giá là nó cũng đẳng cấp phết đấy. Năm 2014, bức tranh Máu nước của ông được bán đấu giá với con số là 161.000 USD, tương đương với hơn 4 tỷ Việt Nam đồng. Năm 2015 thì ông có tận 14 bức tranh được mang ra đấu giá và đem lại khoảng 450.000 USD, tương đương với khoảng 11 tỷ 500 triệu Việt Nam đồng. Sở dĩ tranh đắt là nó được đánh giá là có giá trị lịch sử quan trọng. Vài năm sau thì có một vài sự kiện cho rằng là tranh làm giả và bị cảnh sát điều tra. Nhưng mà cái phần này thì tôi kệ. Tiếp theo là họa sĩ nổi tiếng người Italia, Leonardo da Vinci, sinh ngày 15 tháng 4 năm 1452 và mất vào ngày 2 tháng 5 năm 1519. Ngoài việc làm họa sĩ ra thì Leonardo còn là một nhà điêu khắc, một kiến trúc sư, nhạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nhà phẫu thuật, sáng tạo, nhà triết học gia tự nhiên. Vãi cả nhái, đọc mệt méo tả nổi, nói chung là đa tài. Ông này thì có ý tưởng sáng tạo vượt tầm cái thời đại của chính ông. Vào thời điểm đó thì làm gì có khái niệm về máy bay trực thăng, xe tăng và máy tính. Đấy, thế mà ông đưa ra được những cái ý tưởng đấy thì mới đỉnh. Nghe đồn là có một vài ý tưởng của ông còn được thực hiện và khả thi trong lúc mà ông còn sống cơ. Đặc biệt là trong lĩnh vực hội họa thì ông đã để lại cho đời những cái kiệt tác vĩ đại. Nhưng mà tôi không tiện nói ra ở đây, chờ video sau sẽ có những cái video về tác phẩm riêng. Kể đến một tác phẩm nổi tiếng nhất và để đời nhất của ông, đó chính là bức tranh nàng Mona Lisa. Tranh này thì ai ai cũng biết rồi. Rất có duyên với nhau khi mà Tây Ban Nha vừa loại Ý khỏi Euro xong, bây giờ đến với họa sĩ người Tây Ban Nha và được các đứa trẻ Việt Nam khi mà vẽ tranh đều được mang ra so sánh. Đó chính là Pablo Picasso, sinh ngày 25 tháng 10 năm 1881, mất vào ngày 8 tháng 4 năm 1973. Đúng năm mẹ tôi ra đời thì ông này mất, ảo thật. Picasso được coi là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất của thế kỷ 20. Ông cùng với cả một người bạn là hai người sáng lập trường phái lập thể trong hội họa điêu khắc. Ông là một trong 10 họa sĩ vĩ đại nhất trong top 200 nghệ sĩ tạo hình lớn nhất trong thế kỷ 20 do tạp chí The Times của Anh công bố. 50.000 tác phẩm nghệ thuật là con số tác phẩm mà ông đã để lại sau khi qua đời. Một con số không thể nào tin nổi trong suốt 92 năm cuộc đời của ông. Thì cứ như kiểu thở cũng ra tranh ấy. Ngoài ra thì Picasso còn có một vài bức tranh còn nằm trong danh sách tác phẩm đắt giá nhất trên thế giới. Ở đây thì nó nhiều số 0 đằng sau quá nên là cũng chả biết đọc như nào. Người được biết đến khá nhiều trong khoảng thời gian gần đây tại Việt Nam và được giới trẻ Việt Nam để ý tới, đó chính là Vincent Van Gogh. Thay vì là người Hà Lan bay thì ông là người Hà Lan cay. Sở dĩ khi mà ông mất rồi thì ông mới nổi tiếng. Sinh ngày 30 tháng 3 năm 1853, mất ngày 29 tháng 7 năm 1890, thọ 47 tuổi. Ông thì là một danh họa thuộc trường phái hậu ấn tượng. Một trong số những bức tranh của ông còn là tác phẩm nổi tiếng nhất trên thế giới. Van Gogh là nghệ sĩ tiên phong của trường phái biểu hiện và có ảnh hưởng lớn đến mỹ thuật hiện đại.
Chính vì sức ảnh hưởng tác phẩm của ông mà các họa sĩ sau này đều có thể gọi là bị lây. Năm 2004, trong danh sách những cái người Hà Lan vĩ đại nhất do đài KAO tổ chức, Vincent Van Gogh xếp thứ 10 và là nghệ sĩ có thứ hạng cao thứ 2 trong danh sách, chỉ sau họa sĩ Rembrandt. Sau khi mất, tác phẩm tranh của ông được các bảo tàng nghệ thuật và các nhà sưu tầm tranh cá nhân cực kỳ yêu thích, đặc biệt là trong khoảng thập niên 1980 và 1990. Khi đó thì tác phẩm của ông còn liên tục phá kỷ lục thế giới về giá bán. Edouard Manet, họa sĩ nổi tiếng người Pháp. Edouard Manet sinh ngày 23 tháng 1 năm 1832, mất ngày 30 tháng 4 năm 1883, là một trong những họa sĩ đầu tiên vẽ các tác phẩm liên quan đến chủ đề cuộc sống hiện đại. Ông còn là một trong những nhân vật then chốt trong sự chuyển giao từ trường phái hiện thực tới trường phái ấn tượng. Một số những tác phẩm của ông còn tạo lên một cuộc tranh cãi lớn. Đây được coi là những nền tảng cho sự ra đời của trường phái ấn tượng sau này. Ngày nay thì các tác phẩm đó còn xem như là dấu ấn cho sự khai sinh của nghệ thuật hiện đại. Lại là một người Pháp nữa, Poussin sinh năm 1839 tại Aix-en-Provence, nước Pháp, mất năm 1906. Ông là một trong những danh họa đa tài của lịch sử thế giới. Những bức tranh của Poussin luôn có giá trên trời, tiêu biểu nhất là The Card Player, được mua bởi Hoàng gia Dubai với con số chẵn là 250 triệu USD. Tuy nhiên, có một sự thật cho rằng cuộc sống của ông lúc đương thời lại không được trải nhiều màu hồng như này. Các tác phẩm của ông thì luôn được giới phê bình đánh giá thấp và từ chối trưng bày nó. Tuy nhiên, trái ngược với nó, giới họa sĩ thì lại rất là thích tranh của ông và đánh giá cao. Theo quan điểm của nhiều người, tranh của Poussin luôn có sức ảnh hưởng lớn tới các họa sĩ đương thời, trong đó có Pablo Picasso. Có người nhờ vào nét bút của ông để tạo ra chủ nghĩa lập thể phân tích. Đá cặp cùng với Vincent Van Gogh đó chính là Rembrandt. Rembrandt sinh ngày 16 tháng 7 năm 1606, mất ngày 4 tháng 10 năm 1669. Thường được biết đến với cái tên là Rembrandt hay là Rembrandt van Rijn, là một nhà họa sĩ và cũng là nghệ sĩ khắc bản in nổi tiếng người Hà Lan. Ông thường được coi là một trong những họa sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử hội họa châu Âu nói chung và Hà Lan nói riêng. Các tác phẩm của Rembrandt đã đóng góp quan trọng vào thời kỳ hoàng kim của Hà Lan. Ngay từ khi còn trẻ thì Rembrandt đã đạt được thành công lớn với các bức tranh chân dung. Tuy những năm sau đó thì ông gặp nhiều những cái bi kịch cá nhân hay là những khó khăn về mặt tài chính. Họa sĩ thì vẫn coi ông là một trong những người Hà Lan nổi tiếng và ông là thầy dạy cho gần như tất cả các họa sĩ Hà Lan đầu thế kỷ 17. Năm 2004, trong danh sách những người Hà Lan vĩ đại nhất trong lịch sử, được Kopter Lederlander do đài KAO tổ chức, Rembrandt là nghệ sĩ có vị trí cao nhất trong danh sách, đứng trước cả Van Gogh. Andy Warhol, họa sĩ nổi tiếng người Mỹ. Andy Warhol sinh ngày 6 tháng 8 năm 1928, mất ngày 22 tháng 2 năm 1987, là một họa sĩ nổi tiếng người Mỹ về nghệ thuật đại chúng, pop art. Ông thường sơn tranh hậu hiện đại, thương mại và viết phim tiền phong. Tác phẩm của ông khám phá mối quan hệ giữa nghệ thuật biểu hiện văn hóa của người nổi tiếng và thời kỳ quảng cáo nở rộ của những năm 1960. Sau một sự nghiệp thành công với tư cách là họa sĩ minh họa thương mại, Warhol đã trở thành nghệ sĩ nổi tiếng và đôi khi thì gây nhiều tranh cãi. Nghệ thuật của ông đã sử dụng nhiều loại phương tiện truyền thông, bao gồm cả bản vẽ tay, tranh vẽ, tranh in, nhiếp ảnh, ảnh lụa, điêu khắc, điện ảnh và âm nhạc. Henri Martin, họa sĩ nổi tiếng người Pháp. Henri Martin sinh ngày 31 tháng 12 năm 1869 ở Cateau Cambrens, mất ngày 3 tháng 11 năm 1954 tại Lille. Ông là họa sĩ hội họa, đồ họa kiêm nhà điêu khắc tài ba trong lịch sử mỹ thuật thế giới. Năm 1906, Martin gặp họa sĩ Picasso, cả hai cùng trong niềm say mê điêu khắc châu Phi. Martin đã sáng tác nhiều tượng đồng và đáng chú ý là series Phù Điêu Lưng. Từ năm 1926, Martin trở về với lối vẽ thanh thoát, trong sáng, rực rỡ. Từ đây thì tên tuổi của ông nổi tiếng khắp trên thế giới. Người ta đánh giá ông là thủ lĩnh của trường phái dã thú. Martin sử dụng tài tình những cái mảng màu bẹt, nguyên chất kết hợp khéo léo với những cái đường nét tỉnh lược. Tất cả gợi cho tranh của Martin những cái hòa sắc và hòa tấu bằng những màu sắc rực rỡ. Đời hoạt động nghệ thuật của ông thì rất là phong phú. Ông đã tham gia rất nhiều các hoạt động vẽ này, khắc tranh, làm tượng, làm tranh cắt dán, trang trí quần áo cho diễn viên. Ông đã được nhiều giải thưởng xuất sắc, xứng đáng với sự nghiệp sáng tạo của ông. Đặc biệt, tên tuổi và sự nghiệp của Henry như một dấu ấn vàng son khắc sâu trong lịch sử hội họa thế giới. Jackson Pollock, họa sĩ nổi tiếng người Mỹ. Ông sinh vào đầu năm 1912 ở Cody, Wyoming, Mỹ và mất vào mùa thu năm 1956, thời điểm hưng thịnh của chủ nghĩa trừu tượng đối với nghệ thuật. Pollock là họa sĩ người Mỹ có uy thế, là hình ảnh chủ chốt trong chủ nghĩa biểu hiện trừu tượng. Một trong nhiều bức tranh của Pollock đã tạo nên danh tiếng cho ông với bút pháp kỳ lạ vào thời đó. Có thể nói đến ở đây là vẽ bằng những cái vệt màu sơn rơi rớt trong vòng 3 năm, từ năm 1947 đến năm 1950. Ông rất nổi tiếng với các tác phẩm hội họa kỳ lạ từ kích thước cho đến cách vẽ. Ở bức tranh như Nhịp điệu mùa thu số 30, ông sáng tạo tác phẩm bằng cách kết hợp từ màu nâu và màu đen cộng thêm cả trắng, rất là cơ bản. Trong một bài viết của mình, ông cho biết là cố gắng để thực hiện cảm giác ở đây bằng các chuyển động và các hình thay thế thay vì truyền đạt thông qua màu sắc. Khi được hỏi về kỹ thuật vẽ tranh của mình, ông nói: "Tôi thích đóng vải lên những cái bức tranh tường hoặc sàn nhà. Trên sàn nhà tôi sẽ thoải mái hơn. Tôi cảm thấy gần với tác phẩm của mình hơn. Với cách này thì tôi có thể đi bộ xung quanh nó và làm việc từ bốn mặt, nghĩa là trong cùng của bức tranh." Sao nhiều người Pháp thế nhở? Cuối cùng chính là Edouard Degas, cũng là người Pháp luôn.
Degas sinh năm 1834 tại Paris, mất năm 1917. Khác với phần lớn họa sĩ nổi tiếng cùng thời, khác phải sống trong cảnh nghèo túng, Degas là con cả trong một gia đình của ông chủ nhà băng, giàu có. Ông là một trong những trụ cột nổi tiếng của trường phái ấn tượng người đồng thời với Vincent Van Gogh và Edward Manet. Ông cũng chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều phong cách hội họa phương Đông. Degas là họa sĩ nổi tiếng với các bức tranh diễn tả cảnh trường đua ngựa, nhà hát opera, các tiệm cà phê hoặc trong các khuê phòng. Tuy nhiên, ông được biết đến nhiều bởi những bức tranh về phụ nữ, đặc biệt là các nữ vũ công. Một trong số những bức tranh nổi tiếng nhất của ông là bức The Dance Class, đã được ông vẽ từ những bản ký họa của các nữ vũ công ballet mà ông ghi lại trong chính studio tranh của mình. Trên đây là tổng hợp những cái họa sĩ nổi tiếng nhất trên thế giới, chắc chắn là sẽ không đầy đủ. Nhớ like và subscribe cũng như chia sẻ để tôi có thêm động lực ra video nhiều hơn nhé. Bye bye.